Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Điểm tin bóng đá, nơi cập nhật về tình hình bóng đá trong nước. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn thân mến, V-League của chúng ta những vòng đầu tiên đã bị ảnh hưởng khá nhiều bởi tình hình dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên thì ở một góc độ khác thì Park parker lại có được hy vọng cho mình cho mục tiêu vô địch games với lứa bóng đá trẻ của Việt Nam. Như đã biết thì V-League năm nay đã diễn ra được 3 vòng đấu đầu tiên. Vì bị ảnh hưởng của Covid-19 nên các đội đã không có được lực lượng mạnh nhất. Chính bởi yếu tố này mà nhiều đội đã phải đôn các cầu thủ trẻ lên để chám vào chỗ cho những kép chính để đủ quân số đăng ký cho các trận đấu diễn ra bình thường. Nhìn vào 3 lượt trận vừa qua, rất nhiều cổ thủ dưới 20 tuổi hoặc nằm trong độ tuổi tham dự SEA Games hay dự bị dài dài ở V-League đã có tên trong danh sách ra sân, đồng thời là chơi tương đối ổn khi được trao cơ hội thi đấu. Vì vậy mà Hyundai Packers bỗng dưng hy vọng lại sông sinh hơn trong tính toán của mình về nhân sự cho đội nhà. Còn nhớ là thầy Park từng thổ lộ là các cầu thủ trẻ nên được trao cơ hội ra sân ở Virich thì bây giờ ít nhiều đã thành hiện thực. Vậy nên dù giải đấu cao nhất Việt Nam vẫn còn lao đao bởi dịch bệnh thì chiếc đường ra Hàn Quốc cũng đã có những hy vọng. Trong số những cái tên có thể được thầy Park lựa chọn đã có màn thể hiện là khá tốt. Sài Gòn FC có Đoàn Anh Việt. Đây là cái tên đã bổ sung cho U23 Việt Nam khi anh được tiến nhiệm trao chức băng đội trưởng U23 Việt Nam khi vừa chơi nước chân giáo sang đất Campuchia tăng viện. Qua đó giúp cho U23 Việt Nam lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á của huấn luyện viên Đình Thế Nam. Ở V-League, Đoàn Anh Việt đã chơi khá tốt dù đội nhà thua trận trước về theo. Cho đến trước khi Sài Gòn bị thua bàn đầu tiên vì tấm thẻ đỏ của Tấn Tài anh Việt đã gần như khóa chặt ngoại binh của Viettel. Trường hợp tiếp theo phải kể đến là Nguyễn Văn Bách của Sông Lam Nghệ An. Ngôi sao trẻ 20 tuổi này đã có màn trình diễn vô cùng xuất sắc khi đã làm câm lặng hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam ở trận thắng câu lạc bộ Hoàng Nhân Lai. Cũng trong trận đấu Hoàng Nhân Lai làm khách trên sân của Sông Lam Nghệ An, dù đội bóng của Kia Đi Sắc không bị ảnh hưởng bởi Covid-19, tuy nhiên thì Nguyễn Đức Việt, tài năng 19 tuổi cũng được vào sân để thử sức bởi ở trước mùa giải thì anh đã được huấn luyện viên người Thái Lan quy hoạch cho lên chơi tại V-League năm nay. Dù có mặt trên sân ít phút nhưng cầu thủ này đã kịp để lại ấn tượng với lối chơi bình tĩnh, trưởng chạc trước tuổi. Trong khi đó thì mới đây nhất, ngày hôm qua mùng 9 tháng 3, ba tuyển thủ U3 Việt Nam ở câu lạc bộ Nội đã lên đá tại V-League. Sau trước vô địch U3 Đông Nam Á thì ba cầu thủ trẻ của Hà Nội là Nguyễn Văn Tùng, Vũ Tiến Long và Ngô Đức Hoàng được câu lạc bộ Hà Nội đôn lên đội 1 và dự V-League 2022. Chiều ngày hôm qua, mùng 9 tháng 3, câu lạc bộ Hà Nội có buổi tập mở trước vòng 4 V-League. Đội bóng thủ đô bắt đầu buổi tập bằng lễ trao thưởng cho 7 tuyển thủ U23 Việt Nam vừa vô địch U23 Đông Nam Á, mỗi người nhận 30 triệu đồng. Chủ tịch Đỗ Quang Vinh động viên toàn đội trước trận mở màn V-League. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Hà Nội chưa đá trận nào sau 3 vòng và bây giờ họ mới có đủ người và sẽ bắt đầu mùa giải bằng trận gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 3 sau giải Đông Nam Á thì đại diện thủ đô đã đôn 3 cầu thủ trẻ U3 Việt Nam lên đội 1 để dự V-League. Nhựa nói ở trên đó là hậu vệ Vũ Tiến Long. Người thứ hai là Ngô Đức Hoàng. Trong khi đó thì Tiến Long và Đức Hoàng đủ thể lực để tập luyện. Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng. Văn Tùng là người cuối cùng, đồng thời cũng là cái tên đáng chú ý nhất. Anh từng được phù thủy trắng Philippe Chuse đánh giá rất cao khi ông còn làm việc tại U19 Việt Nam. Tuy nhiên thì ngày hôm qua, Văn Tùng do gặp vấn đề nhỏ về thể lực nên chưa bắt đầu tập luyện tại câu lạc bộ. Dù V-League 2022 khởi tranh là tương đối khó khăn, nhưng trong cái khó đó thì vô tình lại thắp lên hy vọng cho huấn luyện viên Park Hang-seo giúp cho ông thầy Hàn Quốc rộng đường tính toán nhân sự, mở rộng thêm những sự lựa chọn, thêm nhân sự ưng ý với giải đấu quan trọng cuối cùng với ông là SEA Games và sau đó là U23 châu Á 2022 và ASEAN diễn ra vào tháng 9 với người kế nhiệm của Huyen Park. Các bạn thân mến, không chỉ có những cái tên vừa nêu ở trên, theo thống kê thì có đến 16 cầu thủ U3 Việt Nam vô địch u 23 Đông Nam Á vừa qua trên đất Campuchia đã được dự V-League 2022. Mai quyết là cái tên hiếm hoi và giàu kinh nghiệm thi đấu ở V-League trong đội hình của đội tuyển U3 Việt Nam tham dự giải Đông Nam Á vừa qua. Mai quyết là nhân tố quan trọng của câu lạc bộ Nam Định trong 3 năm qua. Ở tuổi 22, anh đã có 40 lần ra sân và ghi được 8 bàn thắng. Cái tên tiếp theo của câu lạc bộ Nam Định là thủ môn Trần Liêm Điều. Liêm Điều cũng được Nam Định đăng ký ở mùa giải năm nay. Thủ môn này gây chú ý khi anh chơi ở vị trí tiền đạo trong trận bán kết với U3 Đông Timor. Khi đó thì như đã biết là Việt Nam chỉ còn 13 cầu thủ và ông Đinh Thế Nam đã buộc phải sử dụng anh ở vị trí tiền đạo bất đắc dĩ. Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng thuộc biên chế của Thanh Hóa Xuân Hoàng chơi ấn tượng trong trận thắng U3 Thái Lan 1-0 ở vòng bảng với nhiều pha cứu thua xuất sắc. Ngay sau trận đấu thì cầu thủ này đã mắc Covid-19 và anh không thể thi đấu trong phần còn lại của giải đấu. Xuân Hoàng từng được thầy Park gọi lên đội tuyển U3 Việt Nam dự vòng loại U3 châu Á 2022. Hồ Văn Cường, Trần Mạnh Quỳnh và Hồ Khắc Lương được Sông Lam Nghệ An cũng đăng ký thi đấu ở mùa giải năm nay. Trong đó thì trung vệ Hồ Khắc Lương ra sân ở cuộc đối đầu với Bình Định tại vòng 2 V-League. Anh vào sân từ ghế dự bị thay cho đàn anh Hoàng Văn Khánh đã dính chấn thương. Ở giải Đông Nam Á, Khắc Lương làm tròn nhiệm vụ của viện binh khi chơi tốt ở trận gặp Đông Timor tại bán kết và Thái Lan ở trận chung kết. Trong khi đó thì Văn Cường và Mạnh Quỳnh được vào sân trong hiệp 2 trận chung kết. Trước đó thì họ đã mắc Covid-19 từ đầu giải. Một nhân tố đáng chú ý khác của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đó chính là Đinh Xuân Tiến, Cầu thủ sinh năm 2003 này gây ấn tượng ở trận gặp U3 Singapore với pha ngoặt bóng rồi vẩy má ngoài ghi bàn. Khi đang thăng hoa, Xuân Tiến lại mắc Covid-19 và sớm nói lời chia tay giải đấu. Trong nhiều năm qua thì anh là nhân tố trẻ sáng giá của câu bộ Sông Lam Nghệ An và chơi ấn tượng tại các giải trẻ, trẻ trong nước từ U17 cho đến U21. Sau màn thể hiện tốt ở giải U21 quốc gia 2021 thì Lương Duy Cương được huấn luyện viên Đinh Thế Nam gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải Đông Nam Á ở Campuchia. Duy Cương cùng với Trần Quang Thịnh trở thành cặp trung vệ chắc chắn của U23 Việt Nam. Mùa này, Duy Cương đã được câu lạc bộ Đà Nẵng đăng ký tham dự V-League 2022 và anh cũng là một trong 6 cái tên được huấn luyện viên Đinh Thế Nam đề cử cho huấn luyện Ngoài Đức Việt của Hoàng Gia Lai thì câu lạc bộ Phố Núi còn có 4 cái tên khác bao gồm Nguyễn Thanh Nhân, Dụng Quang Nho, Huỳnh Tiến Đạt và Trần Bảo Toàn cũng được đăng ký thi đấu ở v 2022. Trong đó thì Thanh Nhân và Tiến Đạt là những nhân tố mới được huấn luyện viên Kia Sắc trao cơ hội. Họ thể hiện khá tốt ở Cúp Hoàng đế Quang Trung và được câu lạc bộ Phú Núi ký hợp đồng. Trong ba cái tên còn lại được thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm nay thì Dụng Quang Nho được đem cho câu lạc bộ Hải Phòng mượn. Tuyến giữa chật trội của đội bóng Phú Núi đã khiến cho tiền vệ quê Bình Thuận có ít được cơ hội thi đấu. Tại Hải Phòng thì Quang Nho sẽ được ra sân nhiều hơn. Anh vừa có màn ra mắt để bóng mới trong trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng và Thanh Hóa. ở giải U23 Đông Nam Á, như đã biết là Quang Nho chính là thủ lĩnh của U23 Việt Nam và góp công lớn vào chức vô địch của chúng ta. Nghịch lý phong độ của cầu thủ Gia Lai. Các bạn thân mến, câu lạc bộ Gia Lai đang chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng, nhưng những cầu thủ được câu lạc bộ cho mượn tại đội Hải Phòng đang chơi rất ấn tượng. Ba vòng đầu V-League 2022 chứng kiến bộ mặt khác nhau của hai nhóm cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Nhóm thứ nhất đa số là các cầu thủ khóa đầu học viện GMG, bao gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, những tuyển thủ quốc gia đã chính cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nhiều năm nay. Nhóm còn lại là những cầu thủ không thể cạnh tranh vị trí được bầu đức tại điều kiện gửi đi cho mượn tại câu lạc bộ Hải Phòng, bao gồm Châu Ngọc Quang, Nguyễn Kiên Quyết, Nguyễn Cảnh Anh, Dụng Quang Nho và Triệu Việt Hưng. Khi nhóm cầu thủ thứ nhất đang thi đấu chật vật do chưa lấy lại được phong độ tốt thì nhóm thứ hai bất ngờ lại thể hiện được độ ảnh hưởng của mình, giúp đội bóng của họ bay cao trên bảng xếp hạng. Thực sự thì đây là một nghịch lý của đội bóng phố núi. Sau 3 vòng, Hoàng Anh Gia Lai có 2 điểm sau các trận hòa 0-0 trước Nam Định, Hà Tĩnh và thua 0-2 trước Sông nam Nghệ An. Chưa thắng một trận nào là một chuyện, việc hàng công không thể ghi bàn là điều đáng báo động hơn, nhất là hai trong 3 đối thủ đã qua của câu lạc bộ này đều là những đội nhóm dưới. Ngược lại thì câu lạc bộ Hải Phòng với đóng góp của những cầu thủ Hoàng Anh Lai được cho mượn lại đang dẫn đầu bảng với hai chiến thắng 1-0 và 2-1 trước Nam Định và Hà Tĩnh cộng thêm một trận hòa một đều với Thanh Hóa. Trong chuỗi 3 trận bất bại đó, 3 trong 6 cầu thủ Hoàng Anh Lai cho Hải Phòng mượn đã ra sân và hai trong số đó được đá chính cũng như thể hiện tầm ảnh hưởng với lối chơi của câu lạc bộ đó là Triệu Việt Hưng và Trương Ngọc Quang. Việt Hưng đã kiến tạo cho Rimario Gordon ghi bàn ấn định thắng lợi tối thiểu cho Hải Phòng trước Hà Tĩnh. Cho đến trận gặp Nam Định, anh ghi bàn mở tỷ số bằng cú đánh đầu cắt mặt sở trường, làm gợi nhớ đến bàn thắng trong màu áo U3 Việt Nam trước U3 Indonesia tại vòng loại U3 châu Á 2020. Cũng ở trận này thì nếu may mắn hơn, Ngọc Quang và Việt Hưng đã có thể mang về thêm bàn thắng cho Hải Phòng sau tình huống gây tranh cãi. Cầu thủ Hoàng Gia Lai tiếp theo nhựa nói trên là Dụng Quang Nho, ra mắt Hải Phòng bằng 15 phút ở cuối trận hòa một đều trước Thanh Hóa. Những người đã chính ở Hoàng Gia Lai đang gây thất vọng trong khi thì các cầu thủ được cho mượn lại tỏa sáng ở bên đỗ mới của họ. Và nếu tình hình này kéo dài thì đó sẽ là vấn đề trong cách giải quyết đầu ra của hệ thống đào tạo trẻ Hoàng Gia Lai. Khi đội một gặp khó khăn như chấn thương thẻ phạt hoặc là số phong độ chẳng hạn thì nhóm dự bị và đội trẻ không đủ chất lượng để thay thế thành tích của câu lạc bộ Phú Núi có thể bị ảnh hưởng và Bảo Đức cũng cần cân nhắc là gọi trở lại những người được gửi đi học việc. Khác với mùa giải trước đây, mùa giải năm nay lần đầu tiên Hoàng Anh Gia Lai cho một đội cùng chơi tại V-League mượn cùng lúc nhiều cầu thủ. Mối quan hệ tốt với Bảo Đức cũng giúp cho chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng là ông Văn Trần Hoàn mượn được những cầu thủ chất lượng. Ngọc Quang, Việt Hưng, Quang Nho đều có năng lực kinh nghiệm ở V-League nhưng không thể cạnh tranh xuất chính ở đội 1 Hoàng Anh Gia Lai. Việt Hưng và Ngọc Quang đã chính trên dưới 30 trận cho câu lạc bộ Phú Núi từ năm 2017, được gọi lên đội tuyển U3 Việt Nam. Việt Hưng còn giành huy chương vàng SEA Games nhưng đáng tiếc là nằm ngoài kế hoạch của huấn luyện viên Kiên Sắc. Những cầu thủ trẻ khác của Hoàng Gia Lai được cho mượn ở các đội hạng nhất như Đinh Thanh Bình, Trần Thanh Sơn cho câu lạc bộ Công an Nhân dân mượn, Lê Minh Bình, Bà Rịa Vũng Tàu hay Nguyễn Duy Kiên cho Phố Hiến mượn cũng là sản phẩm chất lượng của Hoàng Gia Lai. Điểm chung của nhóm cầu thủ kể trên là hy vọng được gọi trở lại câu lạc bộ phố núi hoặc là được xuất khẩu sang các đại bóng khác tại v Mùa giải vẫn còn dài và rất khó để đưa ra bất cứ kết luận nào vào lúc này. Nhưng nếu tình hình ở Hoàng Anh Lai không được cải thiện, huấn luyện viên kia Sắc nhiều khả năng sẽ phải đưa ra sự thay đổi và đó cũng là cơ hội cho những cầu thủ bị câu lạc bộ đem đi cho mượn. Các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ bản tin bóng đá sáng sớm ngày hôm nay 20 tháng 2. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.